Từ đầu năm nay, Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu đã cho đi vào hoạt động trang Zalo phòng chống tội phạm, trực tiếp kết nối với tất cả người dân trên địa bàn. Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn đấu tranh với tội phạm đã giúp lực lượng công an nắm bắt nhanh tình hình an ninh trật tự trong khu vực, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp về trật tự an toàn xã hội và tạo được sự tin tưởng trong lòng dân. Từ khi ra mắt trang Zalo phòng chống tội phạm của Công an phường Phước Ninh, hầu như tối nào, các đồng chí cảnh sát khu vực tại đây cũng tự nguyện làm thêm giờ. Tranh thủ buổi tối, khi các gia đình có mặt đông đủ tại nhà, các anh đã đến từng nhà giới thiệu và hướng dẫn người dân cách sử dụng trang Zalo này để có thể phối hợp với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Cái trang Zalo mà của phường vừa rồi là rất thiết thực, nó kết nối được giữa người dân với cảnh sát khu vực của phường để mà tuyên truyền vận động bà con, hay là có những thông tin tố giác tội phạm được, chỉ là mình cũng dễ dàng tình báo cho công an phường. Thì ngày có đi thì cảnh sát khu vực là có một số người dân nhiều khi họ hơi lớn tuổi, họ chưa có cách sử dụng, họ chưa tiền tải được, thì cảnh sát khu vực có nhiều khi điện cho anh xuống, hay là lãnh đạo lệnh chạy xuống hướng dẫn từng người dân là cách mở trang mạng Zalo, cách được điều chỉnh, cách nói nó viết tin với lại đọc bài rồi của trang Zalo này. Với mô hình trang Zalo công an phường Phước Ninh đồng hành cùng nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, các đồng chí cảnh sát khu vực có thể gần dân, sát dân hơn để làm tốt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngoài ra, đây cũng là nơi cung cấp các thủ tục hành chính cho công dân tại nhà một cách nhanh gọn và chính xác, xóa bỏ những thủ tục rườm rà. Công an phường là sẽ có cái đăng tải một số các thủ tục hành chính cơ bản liên quan tới luật công an dân, để từ đó thì nhân dân có thể giảm tải được cái những phiền hà thủ tục nhân dân, tránh lên xuống nhiều lần những cái thủ tục hành chính đó. Mình hướng dẫn qua trang Zalo thì cơ bản nhân dân nắm bắt được, và khi lên là hoàn thiện hồ sơ rất nhanh, giảm thiểu tối đa cái việc đi lên xuống. Bên cạnh việc tới từng nhà để hướng dẫn người dân cách sử dụng trang Zalo, tạo sự kết nối và tin tưởng trong nhân dân, lực lượng cảnh sát khu vực công an phường Phước Ninh cũng đã kết hợp với việc trả thủ tục hành chính tại nhà cho người dân, thông qua đó làm tốt hơn công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong khu vực. Tôi thấy cái việc mà đem cái sổ tới thì giống như là có một cái câu mà người ta nói là vì nhân dân phục vụ. Đây là cái sự tôi thấy là cái tình cảm hơn, cái gắn bó hơn giữa người dân đối với là công an phường trong cái việc trao đổi. Và cái tình cảm này, cái sự gắn kết này thì tôi tin rằng là nó sẽ làm tốt hơn. Cuộc chiến đấu tranh với tội phạm vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân, lực lượng công an sẽ làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân.